Rồi, chào mừng mấy bạn quay trở lại với series có thể là series cuối này. Thì lần trước mình đã xây xong cái chỗ để mà khai thác mặt núi lửa nhỏ này. Thì bằng một cách nào đó thì nó phun nhiều quá. Núi lửa nhỏ sao phun nhiều ghê vậy ta? Nên là mình phải bơm nước vào thêm. Lần trước thì mình tính toán sai dẫn tới là cái hơi nước trong này cũng đủ. Giờ mình bơm nước vào thêm này, chắc chắn là sẽ đủ thôi. Chỗ này mình trang trí là một xí ra này, và trên này mình xây thêm mọi mấy cái công trình giải trí, nhưng mà mình chưa nổi dây điện đâu. Ở đây mình bấm F11 lên, mình thấy ở đây là toàn bộ là ở đây là phòng giải trí, chỉ cần nổi điện vào là tụi điện là có thể chạy thôi. À, một chút nữa tụi điện vào chơi liền. Máy pha cà phê này là cần có nước với tiêu tiêu pin cha bụng 4 kg à. Thì mình sẽ để ở đây là 4 kg. À, như vậy là nó sẽ có đủ để mà cho vào máy này. Còn cái này là CO2. Thì hiện tại á, là mình sẽ cho CO2 bơm tay. Tôi để phải từ từ vận hành á, không sao cả. Thì mình xây công trình này xong thì đầu tiên là nó sẽ có cái được cái decor với thêm điểm tinh thần, tăng điểm tinh thần cho tôi để. À, như vậy cơ bản như vậy thôi. Như vậy là mình xây hết mấy công trình giải trí rồi. Cái máy này là tới giờ nghĩ là tụi đề sẽ dùng này. Còn cái máy này máy làm soda thì uống vào cũng có tinh thần. Máy này máy chơi game, máy này máy pha cà phê. Cà phê thì cần phải có tiêu và nước. Máy này cần có CO2 và nước. Còn máy này máy chơi game đó. Có Grassman tới chơi này. Đúng nhỉ? Phê luôn. Trước trước đó, nghe 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 sướng á. Đó, như vậy đã uống soda rồi. Thì cái máy này thì chỉ cần bơm CO2 vào thôi. CO2 thì mình cho cái máy lọc như thế này. Máy này nó sẽ bơm CO2 và nó sẽ ưu tiên vào đây trước. Còn nếu dư lúc nào mà máy này đây thì nó sẽ bơm ra ngoài này. À, ở dưới này mình cũng xây thêm cái máy là máy lược sóng. Thì máy lược sóng này á, thì tụi đề nó sẽ cần có nước vào. Thì tụi đề chơi xong á là nó sẽ còn được và nó rớt xuống dưới này thôi, không sao cả. Cái dưới này là cái bình thường lắm. Hai hai mấy công trình này là thực sự là nó tăng điểm trang trí rất là nhiều này. À, đã, điểm tinh thần nhé. Đó, sau này mình sẽ cố gắng là trang trí hết toàn bộ ở đấy. Sau này có thể là mình sẽ xây cái tượng đài, tại vì chỗ này rộng lắm. Đó, giờ tới Marie, Marie tự uống. Sao không có ai tự dùng cái máy này ta? Đó, tiêu pin cha thì mình sẽ dùng cái máy này để mà gắp tiêu ra. Mình sẽ luôn luôn bỏ tiêu trong này là 4 kg thôi, 4 kg là để dùng cái máy này. Còn CO2 này thì tôi đề nó sẽ phải lấy từ bên này. Mình có thể xây tự động hóa nhưng mà hiện tại là mình nhạt thôi, tại vì nó hơi mình mất thời gian một xí, không phải mất thời gian nhưng mà sẽ xây công cần một xí. Thì hiện tại mình sẽ cho tôi đề là làm tay. Đúng ra là mình sẽ phải xây một cái hệ thống tự động hóa này, xây một cái máy và nó gấp vật gấp gấp tiêu lên đây. Thì mỗi xe cô nó sẽ lấy 4 kg và gấp lên đây, và còn một cái máy khác phân phối. Nhưng mà mình xây như vậy thì nó sẽ làm hơi xấu chỗ này ra, chính vì vậy mình để như vậy luôn. Đó. Rồi, ở đây có máy lược sóng khu giải trí. Rồi giờ mình sẽ quay trở lại với series phần trước. Thì hôm nay mình sẽ tập trung vào việc làm xây tên lửa để khai thác. Thì đều mình đã khai thác tới chỗ này rồi, bay tới chỗ này rồi, giờ mình sẽ bay về. Và hôm nay tập trung xây tên lửa để mà đi khai thác nó chỗ hành tinh bắn á, hành tinh nước á, và mình có thể khai thác than chì và sau này có thể là chế tạo được super coolant, là cái vật liệu là tốt nhất trong game này, game chất lỏng mà dẫn nhiệt tốt nhất trong game này. Thì đó là một trong những cái yêu cầu của video hôm nay. À, trước khi xây cái tên lửa thì mình muốn xây thêm một cái phòng nữa cho đó nó đủ chức năng luôn. Đây là một cái bệnh viện, thì mình bấm F11 lên, mình sẽ bấm coi bệnh xá này. Mình sẽ thấy này, ở đây cần một cái toilet, một cái bàn ăn, không có máy móc công nghiệp và một cái máy giường bệnh này. Ở đây mình sẽ dùng đá granite này. Ở đây mình sẽ xây hai cái giường bệnh, có thể là hở ra một xí để có một cái cây ở giữa. Rồi tiếp theo là sẽ cần có một cái bàn ăn.
bằng ăn mà sẽ xây bằng đông này, xây cho cỏ thôi. Tiếp theo là bệnh xã này sẽ cần có một toilet. Toilet thì mình sẽ cần cái này, xây vào luôn. Cái này mình chỉ cần xây thôi chứ thực sự cũng cần phải có nồi nước vào đó, chỉ cần xây có đủ công trình là được. Như vậy đơn giản thôi, như vậy là đủ một cái bệnh xã rồi. Đó, như vậy là được được cái bệnh xã. Chỉ cần bốn công trình, ba công trình này thôi. Ở đây có Marie đang bị thương, cho nó vào nằm luôn. Và trang trí ở đây thì rất là thấp phải không? Thì tinh thần là tụi đề nó sẽ giảm, thì mình sẽ đầu tiên mình sẽ trang trí luôn. Mình sẽ trang trí cái gạch nào cho nó đẹp ta. Chắc là sẽ trang trí cái gạch này. Ở đây mình sẽ trang trí cái gạch và trang trí gạch như vậy. Và sau đó mình sẽ trồng thêm một vài chậu cây nữa. Chậu cây ở đây một cái, đây một cái, đây một cái đây. Đó, chỉ cần như vậy thôi. Ở chỗ này hơi trống một xí nhưng mà không sao, có thể mình xây thêm một cái giường nữa cho nó đỡ trống. À, như vậy đấy. Đây, ngồi cạnh nãy giờ mà thấy được Mima này nó đang uống cà phê này. Tụi này tinh thần cao quá nên hiện tại là không có đứa nào nó chịu dùng mấy cái máy này nè. Mấy bà coi này, cái tinh thần rất là cao. Đó. Thằng nào tinh thần thấp lắm nó mới chạy vào chỗ này nó làm việc á. Ở đây mình đang xây lại cái bệnh viện. Rồi, như vậy là xong cái bệnh viện rồi. Thì đây mình có thể thấy là đồ trang trí thì nó cũng thấp thôi, tại vì nó chưa trồng cây hết. Đó, cây phát triển là sáng rồi. Ở đây là bệnh xã, thì cũng có bệnh nhân đầu tiên là Marie này. Thì đó, như vậy, đơn giản thôi. Phòng của mình như vậy là cũng khá đầy đủ. Có phòng bệnh xã, khu giải trí, phòng thí nghiệm, đại sảnh, vườn cây. Vậy này, đại sảnh, nhà bếp, khu giải trí, phòng ngủ cá nhân và nhà vệ sinh. Rồi, tạm thấy là như vậy. Cái này nó sắp phun trào này. Để coi cái này phun trào mấy cái này nó bị hư không. Mình nghĩ cái hơi lượng hơi nước này kiểu này thì khả năng hư là vẫn có, nhưng mà thấp thôi. Để xem sao là biết. Rồi, như vậy ở đây là nó sẽ quá áp suất à. Sao mấy ông kia nó chỗ này không có bị quá áp suất. Trời ơi, giờ phải chúng đâu vào đây lại nữa rồi. Cái ông Minh hầu như ông nói là cái này không bị quá áp suất. Chán đời, mình đã nói 150 kỹ là nó bị quá áp suất rồi mà. Rồi, đây là thêm một thằng nữa vào chỗ khu giải trí là Marie. Phê chưa? À, oxy sẽ được hút từ dưới này thải lên trên này. Cơ bản là mình cũng thiếu oxy nên cũng quan trọng cái này. Mấy cái máy này nó cứ hoạt động thôi. Và tụi này rất mừng dị. Trong này áp suất cao á. Lúc cái máy này hoạt động nó sẽ lên tới 3 kỳ mấy này. Tại vì nó hút oxy từ dưới này lên. Cái này chắc là xây ở đây một cái ván nữa. Xây bàn đá granite này. À, lúc nào vào đây dư thì nó sẽ ra ở đây luôn. À không, xây van ở dưới đất này, xây van ở đây luôn. Trong lúc mình chờ xây tên lửa thì mình cho thằng này bay đi khai phá thêm này. Hiện tại là mới khai phá thêm được cái hành tinh cây rồi. Hành tinh này là sở hữu có một cái núi lửa tungsten này. Tungsten này và kết hợp với niobium thì sẽ chế tạo ra được cái vật liệu là xịn nhất trong game này là thermium. Thì mình chưa khai thác đâu, hiện tại mình đang mở rộng bản đồ. Mục tiêu đầu tiên của mình sẽ là chế tạo supercoolant đó. Bây giờ mình sẽ xây thêm một cái tên lửa luôn. Tên lửa nhỏ này thì mình sẽ bay được 10 ô thôi. 10 ô thì 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tức là phải ở đây, chỗ này sẽ phải xây một cái tên lửa lớn.
Thì hiện tại mình cũng xây đủ rồi. Mình sẽ xây hai thùng chứa nhiên liệu này, một thùng chứa oxy rắn này, một thùng khoáng để mà cho tụi đề ở. Sẽ chế tạo bằng đồng này, một cục để chứa chứa oxy, còn một thùng để chứa oxy. Và tiếp theo hết chỗ ra chưa còn nhá, sao là vậy ta, để coi để con xây đã. Rồi sau khi xây xong tên lửa này thì gồm hai bình nhiên liệu lớn này, cái gì đó hành tinh này gọi là thiên thạch mà sao là vậy. Nhìn thiên thạch bay phía sau là tức là đang thiên thạch rơi chỗ nào đó. Thì ở đây là có hai bình nhiên liệu lớn, một bình chứa đảo oxy, một cái khoang để tôi để sinh hoạt, một cái thùng này để chứa khí oxy. Và để bơm vào thì mình phải click vào đây chọn oxy, và mình sẽ phải xây cái máy này ở đây. Sao nó không bơm vào ta, không tới được kho chứa nó sao. Cái này xây như vậy là đụng rồi má, sao là đấy. Hả? À, vậy là phải xây xuống một ố nữa. Trời ơi, nhầm rồi. Đó, như vậy, cái trên này là có cục pin, hai tấm năng lượng, hai tấm năng lượng mặt trời. Và đây là cái mũi tên lửa. Rồi, sau khi, đây là tên lửa khai phá, sau này mình sẽ xây trong cái nội thất này là gồm có 3 đứa. 3 đứa để đi khai phá thì chỉ cần 3 đứa thôi. Và chỗ này mình sẽ xây đường ống nước vào này. Ở đây sẽ có thêm một cái này mình sẽ dùng đá hạt nhân thật, tại vì cái này là có cái đồ chịu nhiệt tốt này. Ở đây mình sẽ xây như vậy. Đó. Để dầu hỏa vào, có đảo oxy vào. Cái này mình sẽ phải phá ra và xây lại. Sao mà nhầm được ta? Sao nhầm vô lý? Mình nhớ nhầm. À, hình như là vậy đó. Cái này cũng được nữa thôi chiều à. Chắc là đúng rồi. À, cái đầu vào này nó sẽ vào cái đầu để chỗ để tên lửa này này. Đó, dầu hỏa đang được bơm vào. Oxy sau khi cái này dọn dẹp chuyện dưới này mình dọn mình xây lại đây. Ở đây sẽ có một cái đường và đi thẳng lên đây cho tôi để nó đi thẳng. Cái đường này thẳng từ đây nhà mình xuống một mặt dưới, xuống từ trên không gian xuống dưới đáy của nhà lắm. Ở đây hồi nãy là nó bị quá áp suất, mình đang bơm ra. Cái ông nào nói không có áp suất là mình tính nữa nhé. Và như vậy là oxy đang được bơm vào rồi. Và nó sẽ vào thùng chứa này. Vào hơi chậm đó, thì mình phải kiên nhẫn đó. Mình xây cái này càng sớm càng tốt. Sau này mình phải xây thêm một tên lửa nữa để có thể làm thả robot và xuống xây cái bề tên lửa ở hành tinh thứ hai. Thì sắp lúc nào sắp khai phá thì mình sẽ xây cho mấy bác thấy. Ở đây là mình sẽ bơm lúc nào dưới 150 kg. Mình nhớ nhầm này, mỗi cái núi lửa này thì nó sẽ bị quá áp suất. Nếu là lượng hơi nước trong này là trên 150 kg bổ thì mình sẽ khoảng bơm khoảng 148 mỗi ô này là vừa. Thì cái này sẽ cần rất là mất nhiều thời gian. Hôm sau mình rút kinh nghiệm là mình chỉ tính đến tính mình thôi, mình tính mấy ông kia đó. Mà còn giờ đi bơm. Ở bên này cái hệ thống xử lý nước với điện phân của mình á, thì mình cũng đã sửa lại rồi. Cái đường ống này á, là đường ống nước sạch, nước bẩn và nước muối từ đến nước lạnh chảy xuống này. Thì nó sẽ đi qua đây là mạc oxy, rồi nó sẽ vào đầu tiên là cái máy lọc muối này, và đầu ra là sẽ qua hai cái máy lọc nước bẩn này. Và cái đầu ra của hai máy nước bẩn này nó cũng sẽ ra một cái thùng chứa dự trữ này. Ưu tiên là qua chỗ điện phân trước, nếu mà dư thì sẽ qua thùng này và qua đây chỗ chứa của mình. Ở đây là sẽ có hai cái máy để mình dùng, một máy uống
làm soda, một máy pha cà phê. Và dưới này sẽ là nước để mà có thể cho tủ đề nó lướt sóng. Và đây có một cái thùng chứa nữa. Thì đảm bảo nước của mình lúc nào cũng sẽ luôn luôn có. Đó, bên này hiện tại là nó nước đang được tích cực bơm vào. Oxy ở trong này là 7 tấn mỗi ô rồi, rất là nhiều. Hydro cũng vậy, nhiều lắm. Nước mới bao la luôn mà. Ở đây mình xây gạch cách nhiệt này và xây một cái lớp nước nước sạch để đảm bảo là oxy bẩn nó sẽ không bị bốc hơi lên. Đơn giản như vậy thôi. Rồi, giờ mình sẽ tiến tới mình thay tên lửa này đấy. Mình sẽ phải thay cái này bằng tên lửa lớn này. Không gian tên lửa bị khuất là do cái thang này này. Thì mình sẽ thay tên lửa này bằng tên lửa lớn và mình sẽ xây hai bình nhiên liệu, một bình đảo oxy nhỏ và hai robot, tức là sau này mình sẽ có thể là sau này mình có thể thả hai robot nó chỗ hành tinh được này trước, tại vì nếu mà muốn muốn qua hành tinh này khai thác thì mình sẽ phải cần có hai robot nó xuống đây nó làm việc trước cho mình. Thứ nhất là đào ra và xây thang, thì để một chút nữa xây xong là mình sẽ giải thích luôn. Thì ở đây mình sẽ cần một thùng nhiên liệu này, một cái này là nó sẽ bay được được bao nhiêu ta, đảo oxy này hiện tại đảo oxy mình chỉ còn một tấn thôi nên mình phải nghĩ cách sau đó chỉ được là làm một lần nữa thôi, còn không thế thì mình sẽ phải là dùng cái máy tạo đảo oxy này và nó sẽ cần đảo oxy vàng và điện để mà có thể chế tạo được đảo oxy. Đó, sau khi bỏ đảo oxy vào thì ở đây mình sẽ thấy là bay được 10 ô gạch thôi à. Vậy tức là mình sẽ phải thêm một thùng nữa, một thùng nhiên liệu nữa. Vậy tức là mình sẽ phải phá thang này ra lại một lần nữa và mình xây thêm một thùng. Và cái đường ống nước này, đường nước này thì chắc là hiện tại đủ rồi, mình không cần xây lại đó. Mình chỉ cần việc mình chỉ cần xây phá cái ống nước này. Và xây lại cái đường ống dầu này. Đường ống nước này mình sẽ xây đó, mình sẽ xây thêm dây ống dầu vào cho nó bơm. Mình sẽ cắt đoạn này để cho dầu này nó vào này. Còn một đoạn này mới xong để nó xây luôn. Trời ơi, xong xây luôn mà chạy đi vậy. Ưu tiên. Mình sẽ chỉ đặt ưu tiên việc gần thôi mà. Đó, sau khi dầu này vào xong thì mình sẽ phá đường ống này ra cho nó gọn này. Và dọn dẹp phía dưới này. Phía dưới này hơi nóng. Hơi nước thôi mà. Và sau khi dầu hỏa được bơm vào thì nó sẽ có thể là bay được xa hơn. Đó, như vậy. Và mình sẽ phá đường ống này. Sau đó mình dọn dẹp và mình có thể thấy ở đây là cái khoảng cách bay nó không thay đổi. Rồi xong rồi. Đây là phải thùng lớn rồi. Thùng lớn đảo siêu của mình hiện tại là không có nhiều lắm. Chạy vậy ta. Ví dụ 10 ô thay đổi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Như vậy là vẫn đủ, cơ bản là vẫn đủ. Còn nếu mà mấy bạc, nếu tính cơ mà cái hành tính mấy bạc mà cái này xa hơn á, thì mấy bạc là phải dùng tính chế này, tạo đảo xí, xây một cái máy. Cái máy này nó sẽ phải được ngập trong nước. Có một cái máy gấp vật liệu này như vậy. Ở đây sẽ có một cái thùng để mà cái máy này mà cần đổi ống oxy vào này, thì máy này phải cần oxy để mà tạo đảo oxy và cần một cái thùng vàng nữa. Tại vì khi mình click vào đấy á, mình sẽ thấy là ở đây nó cần có vàng, mình sẽ bỏ vàng vào đây, đổi dây điện vào, mình đổi dây điện vào. Rồi như vậy là máy này nó sẽ tự cung cấp vàng và tạo ra đảo oxy đây. Mình sẽ phải cần đổ một ít nước vào đây nữa để tránh tình trạng là đảo oxy này nó ra và nó sẽ bị bốc hơi, tại vì đảo oxy là gặp không gian mà không có quá áp suất thì nó sẽ bốc hơi. Và đây trường hợp của mình thì mình cần làm. Rồi, mình nói sơ như vậy thôi.
Tiếp theo á, là mình sẽ phải cho thêm đề bay. Ở đây mình sẽ cần xây thêm hai robot. Mình cần hai robot. Mình sẽ xây robot này bằng thép. Tại vì sao? Tại vì sau này á, mình sẽ phải cần dùng robot này, dùng thép đó để mà có thể xây một cái bệ tên lửa. Tại vì mỗi robot này sau khi mình phá ra, mình sẽ được 400 kỳ thép. Và cái bệ tên lửa này á, nó sẽ cần 800 kỳ thép. Và như vậy là mình có thể xây được một cái bệ tên lửa, và tên lửa này có thể đáp xuống. Đó là một cái cách xây đơn giản nhất mà mình có thể nghĩ ra rồi. Ở đây chắc là mình sẽ xây thêm một pin. Tại vì cơ bản giống như tên lửa bên này thì nó vẫn được hai cục pin này. Để xây được cục pin thì mình cũng phải xây cái này ra ngang qua như vậy. Nói như vậy, ở đây là cái lượng áp suất của mình trong này á, là 147 kg, tức là đủ để cho cái núi lửa này phun trào rồi. Thì giờ mình sẽ phá này ra luôn. Sau khi hơi nước này bốc hơi hết thì mình sẽ phá. Và trong này mình sẽ phá này luôn. Và giờ đi dọn dẹp cái van này, phá này. Chả ghê à. Cái này mình chỉ cần bịt lại thôi. Và cái này sẽ dọn dẹp đi. Dọn dẹp. Và như vậy là lượng hơi nước trong này đủ để cái thấp hơn cái yêu cầu để mà cái núi lửa này có thể hoạt động thôi. À, mình sẽ quẹt này ra và xây lại cái gạch vào đây. Như vậy là xong thôi. Trong này hiện tại là 120 độ thôi. Sau 2,2 ngày nữa là cái này nó sẽ hoạt động. Rồi, quay trở lại về cái tên lửa của mình. Thì hai này nó sẽ cần phải để và thao tác, và có thể một mấy bạn click vào đấy á, sẽ thấy một cái bộ nhựa rover và robot do thám. Tức như vậy là được rồi. Và như vậy là mình có thể cho nó bay thôi. Hiện tại là cái tên lửa này có thể bay được 10 ô và 10 ô, rồi, bay luôn. Mình sẽ bay tới đây, thả hai robot xuống rồi mình bay về. Đơn giản như vậy thôi. Cái này là một bước rất là quan trọng trong cái phần để khai thác một cái hành tinh nào đấy. Đó, như vậy, Marie đã vào tên lửa rồi, và sẽ bay luôn. Mình sẽ cho Marie này tháo bỏ đôi dưỡng khí. Ở đây nó vẫn tiếp tục làm việc. Thanh niên này rất là nhiệt tình. Đó, sau mình click vào đây mình sẽ thấy là được nửa ngày nữa nó sẽ bay tới đây. Trong lúc đó thì mình sẽ chơi như thế này thôi. Chơi núi lửa này hoạt động xem có thể nó bị hư không. Sao đây vẫn là 154, trời ơi. Chắc mình phải loạt lại game. Mình phải loạt lại game cái đoạn mà mình chưa tháo cái máy bướm á, chả ghê. Sau khi mình loạt lại thì nó cũng như vậy à. Không hiểu sao vô lý cái gì. Lúc mà mình phá cái bướm á thì nó bảo là 147, mà sau khi phá xong thì nó lên lại 155. Không hiểu nổi. Không biết nó có bị lỗi game hoặc cái gì không. Đây, ba thằng đệ này nó đang cùng nhau giải trí một lần này. Marie thì uống cà phê, Mima thì uống soda, còn Bobo thì đang chơi cái hầm thông gió này, hầm gió đứng này. Nói chuyện máy bay, đợi bụng. Ai vậy chơi này gì cho đợi bụng. Cái này đáng lẽ là mình sẽ phải xây một tay gạch thông khí trên này. Tại vì khi cái này nó bớm á, thì nó sẽ tạo ra một cái áp lực. Thôi không sao, kìa. Một chút là nó đều lái mà. Và tự nhiên nghĩ là nó cứ chơi này thôi. Và nó sẽ tăng lên điểm tinh thần. Thì đảm bảo là tụi đi nó sẽ không bị stress đó. Phê. Ở đây tên lửa đã vào quỹ đạo rồi. Thì mình sẽ thả hai robot này xuống. Đây là một trong những cái bước tiến của mình đấy. Rồi xong, sau khi như vậy là mình cho nó về đó. Nhiệm vụ xong, hoàn thành. Mình sẽ phá hai này ra. Hai này sau khi phá ra là sẽ được 800 kg thép. Và mình sẽ đủ để mình xây một cái bệ tên lửa.
Thì trước tiên mình sẽ cho từ robot này đào mấy cái này ra. Đào ra là có đủ nguyên liệu để mà có thể xây thang xuống. Thì mình sẽ phải cố gắng là chọn cái điểm nào đó để mà có thể xây thang. Xây thang xuống này. Và sẽ tranh thủ đào chỗ này ra luôn. Thì toàn bộ cái đá mắc má này, đá sát thạch này nó sẽ dính vào cái ô này và giúp tụi robot này nó sẽ có thể xây thang nhanh hơn. Và mình sẽ cố gắng kiếm một cái chỗ nào đó thông thoáng để mà có thể là đào sau đó sau đó mình sẽ xây một cái bể tên lửa, mà tên lửa có thể bay từ trên này bay xuống luôn. Tên lửa là có thể đạp được trong nước nha mọi người. Nếu mấy bạn nào không biết thì tên lửa này có thể đạp được trong trong nước. Thì mình sẽ xây một cái bể tên lửa ở dưới đáy luôn, thì đảm bảo cho cái việc là sau này nó sẽ làm việc nhanh hơn. Và mình sẽ cố gắng như vậy, xây như vậy. Đây mình đào hai ô nữa. Robot này nó sẽ đào ra và nó sẽ lấy nguyên liệu ở đây xây thang, giúp việc này nhanh hơn. Và mình sẽ cố gắng xây thang này xuống rồi mình sẽ tìm tiếp. Ở đây có nhiều đảo oxy lắm, sau này mình sẽ dùng tên lửa để mà có thể. Ở đây tên lửa nghiên cứu này mình sẽ cho Marie mặc cái đồ bảo hộ lại đấy. Marie. Tại vì lúc mà ra khỏi hành tinh á, lúc mà đáp thì nó sẽ đỡ mất công bị phỏng, bị bỏng. Đây. Sau này mình sẽ tới đây mình đào đảo oxy này ra, bỏ vào tên lửa. Đó, trước tiên là cứ cho con robot nó làm việc của nó thôi. Sắp tới khu vực này thì mình sẽ phải xây một cái thang này và đào đá ở đây ra. Cho tụi robot mình nó chạy lên tới trên này lấy xuống thì mất rất là mất công. Ở đây ai đói đấy. Thức ăn hết rồi sao? Thức ăn hết rồi mình sẽ bỏ lại là trùng hạt ngâm đường này cho tụi để nó ăn. Ở đây thức ăn của mình á thì nó sẽ đảm bảo là thịt xương nướng 97%. Tiêu này thì mình nói rồi. Sao hết rồi? Thức ăn của mình sao ít vậy? Trùng hạt ngâm đường 97.000 kilocalo, thịt xương nướng 64.000. Còn ở đây là mình thức ăn sấy khô là nhiều lắm. Bánh mì tiêu với thêm bị tịt hải sản. Nhiều lắm. Mình sản xuất được một cũng khá khá rồi. Ở đây hơi lạnh rồi. Lúc đầu thì nó nóng quá, giờ thì nó lại lạnh quá. Mình sẽ xây hai ô này lại. Lúc đầu chỗ này là nóng chết luôn rồi. Mình chỉ cần xây một đoạn ống thương đó là chỗ này đảm bảo là nó lạnh ngắt liền. Tại vì ở đây ethanol mình tới nắm ấm 50 mấy độ. Đó như là vậy, hiện tại là mình đã thấy được cái chỗ mặt tiếp theo rồi. Thì chỗ này, chỗ bên này ngồi có vẻ khả thi cho việc là đã tên lửa này. Thì mình sẽ xây ở đây. Sau khi cái này nó xuống đây là cho nó xây như vậy. Và xây một cái thang qua đây để mình biết là bên này có bị mắc khoảng trống nào không. Sau này mình xây một cái tên lửa thì tên lửa nó sẽ bay trên này xuống này. Đó, như vậy thì nó sẽ nằm ở đâu khu vực dưới này. Nhưng mà một chút nữa thì mình sẽ phải coi đã, coi thử là tình hình như thế nào. Cứ để cho tụi robot này làm việc thôi, nó có pin mà, thao mà làm. Quay trở lại với cái núi lửa này thì lát nữa nó ra mà nó bị quá áp suất là chắc là cạn lưỡi luôn á. Chơi mình là sao ta? Rõ ràng mấy bà còn thấy là 147 kg mỗi ô quá. Nhưng mà sau khi phá máy bơm xong thì nó lại lên 155. Không hiểu sao. Mấy bà thấy không? Ở dưới này có một động đảo oxy này này. Thì mình sẽ, chục nữa mình sẽ cho tụi robot nó vào đây nó đào luôn. Thì sau khi nó đào thì sau này tụi đề tử là chỉ cần việc là chạy vào đây và lấy thôi. Như vậy là đơn giản hơn. Ở đây sau này mình sẽ xây một cái thang xuống và đào toàn bộ trong này ra. Đó, như vậy là mình sẽ có được khá nhiều đảo oxy đó. Ở đây thường thường là lúc nào cũng có mấy cái mặt nước này đó, nhưng mà mình sẽ chưa khai thác liền đó. Bên này cũng có này. Mình sẽ đào kiểu nào cho nó thì nó sẽ đào xuống hai ô. Đào xuống hai ô. Đó, như vậy là xong. Một công đôi việc. Công nhận cũng thuận lợi đó. Cái hành tinh này chơi cũng khá thuận lợi.
À, sau này tên lửa nó sẽ chạy chạy bay từ đây này xuống. Chỗ này mình sẽ quyết định là sẽ cái chỗ để mở mở rộng hành tinh của mình. Có thể mình sẽ chỉ đào ngang đó thôi, và sau đó mình sẽ xây một cái thang xuống đây, từ đây này xuống. Chỗ này dùng để mở rộng cái chỗ bóng đen. Chỗ nào rảnh thì mình có thể xây thang thêm để cho mấy robot nó có thể mở bên này luôn. Lúc nó bị vẫn quá áp suất, trời ơi sao lạ vậy, chơi kiểu gì lạ vậy ta, là phải làm lại từ đâu à, chè thiệt. Nó nổi luôn mà. Ui trời ơi, ơi. Làm cái lỗi ngỡ ngẩn ghê à. Sau khi hai robot này đào ra được một tận rưỡi đảo oxy rồi, dưới này hy vọng là thêm được một đoàn nữa thì cũng khá đó, khá đó. Chỗ này tình hình là có vẻ rất là hợp lý, rất đẹp lắm đó. Sau này mình sẽ xây tên lửa bên này, chỉ cần đạp sạc xuống dưới này luôn là giúp tôi để nó làm việc nhanh hơn. Ngày xưa mình biết là mình sẽ đạp tên lửa bên này, trên này này. Tôi để nó một lần đi làm việc nó chạy xuống thì mẹ nó luôn. Giờ mình rút kinh nghiệm lúc mà mình chưa biết chơi, thì mấy bạn xem xong series này á, thì mấy bạn sẽ rút được một đống kinh nghiệm rất là lớn từ sau hơn 2 năm chơi game này của mình. Đó, dưới này là đáy rồi, bên này mình có thể sản xuất được vôi hóa thạch, nhưng mà mấy cái thứ này lắm phải mấy thứ mình tới đó, chủ yếu là than chi. Nếu mà có thời gian thì mình có thể thu hoạch thêm. Sau này cái tên lửa này thì mình cũng thiết kế cho 3 thằng đề đi, 3 thằng. Ở đây mình sẽ đổ 30g dầu hỏa lại. Khổ ghê. Rất là chán chỗ này luôn, không hiểu sao. Rồi, lúc bắt đầu xây máy bơm vào thì ở đây nó bảo là 146. Hồi nãy là 155. Tức là mình sẽ phải cần phải bơm 6 kg nữa. Tức là ở đây là mình sẽ cần 139 kg. Là sẽ vừa cỡ đó. Lần nào mình sẽ bị nó lừa nữa. Và mấy bạn thấy chứ, ở đây là hiện tại mình đào ra được 4 tấn đá oxy rồi. Và ở đây sẽ là một cái bề của cái tên lửa. Chỗ này luôn, rất là chuẩn. Ở đây mình sẽ, tại vì hiện tại hai robot này nó sẽ làm việc kiểu nó không đông nhất. Hai đứa chạy đi lấy hai cục đá chứ, sao la vậy? Đó, đúng rồi. Cho nhanh chứ. Đào dụng này ra cho nhanh. Đó, cái mục tiêu của mình á, bên chỗ hành tinh nước này mình sẽ tìm cái chỗ nào mà thông thoáng để cho tên lửa đạp xuống thẳng. Thì ở đây là mình sẽ tìm ra rồi. Giờ mình sẽ xây luôn cái bể tên lửa, thì mình sẽ cho robot nó bay tên lửa sau này, nó sẽ bay thẳng trên này xuống này. Mình sẽ cho robot nó cung cấp cái thép trước. Đó. Mình sẽ bỏ xuống đây, và sau này rảnh thì robot này sẽ lấy thép bỏ vào đây trước, sau này mình thải sẽ thẳng đề xuống, và nó chỉ cần xây bề tên lửa này là tên lửa có thể đáp xuống chỗ này luôn, rất là tiện. Ở đây có thể là mình sẽ xây một cái cổng này này, cái cổng này chắc là mình sẽ xây 6, và mình sẽ xây một cái đường bắc ngang quá để sau này là tôi để nó đáp xuống đây là nó có thể chạy ra ngoài đây chỗ này. Sau một thời gian thì nó cũng xây sắp xong bên này rồi. Và xong thì mình sẽ chỉ cần gửi tên lửa bên này qua. Chưa đâu, hiện tại mình còn chưa xây. Và oxy thì bơm cũng chưa đầy. Chắc một thời gian khá lâu nữa đó. Trong lúc đó thì mình sẽ coi lại cái chỗ hơi nước ở đây. 136 như vậy là được rồi. Mình sẽ bắt đầu vào đây dọn dẹp lại luôn. Này mấy bạc làm chiếc này, ở đây là 136 kỳ này. Rồi, phá này ra. Rồi hết nè, phá luôn này, phá van này, phá dây điện này, phá máy bơm này, rồi máy bơm khí phá ra, phá cái này luôn. Rồi chỉ cần bịt cái này lại, cái trong này để cái máy này tự động dọn dẹp, cái bụi này chuyển đi qua đây, chuyển đây nhanh lên, nhanh 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 cái máy này dọn, từ từ, đúng rồi,
chính xác. Ê, giờ chạy ra ngoài. Rồi như vậy xong và mình sẽ dọn dẹp lại. Ở đây là hiện tại lên 139 rồi. Không biết nó có bị hư nữa không ta. Rồi như vậy là bên hành tinh này đã xong rồi. Thì giờ mình sẽ cho tụi robot này có thể là dọn dẹp mấy cái chỗ này. Có thể là xây gạch lên như vậy. Và mấy chỗ này có thể là phá ra luôn. Xây một ít tháng và phá mấy này ra. Thang cái này xây ra tới rồi. Đây này. Rồi và sau khi nữa thì mình sẽ phá chỗ này ra, phá chỗ trên này ra. Tại vì robot này giờ có điện thì nó cũng làm gì cả, còn 84.000 kJ nữa. Thì sau này từ phần sau thì mình sẽ cho để xuống bay qua đây. Và cũng phải chờ một thời gian khá lâu đó, tại vì oxy ở đây mới bơm được gần nửa bình. Và trong hệ thống này mình cũng chưa thiết kế luôn. Phần sau thì mình sẽ thiết kế để máy bay bay tới để khai thác hành tinh bên kia. Hiện tại là phần này mình đã làm được cái cho robot qua bên này và chuẩn bị những cái công đoạn trước tiên để mà khai thác một cái hành tinh nào đó thôi. Đây là đầu tiên là hành tinh này. Thì sau khi chỗ này xong thì mình sẽ cho tụi robot nó qua đây luôn. Qua đây đào cái này ra. Như vậy. Làm đơn giản thôi. Chỗ này có thể là xây lên cái thang. Chỗ này xây ngang qua luôn. Đó, chỗ này đào ra. Tương tự bên này. Thì phần sau thì mấy bạn là có thể thấy là chỗ này mình dọn dẹp xong rồi, chắc là vậy. Rồi phần này tạm thời dừng ở đây đã. Mình cảm ơn mấy bạn là luôn quan tâm theo dõi và nhớ theo dõi phần sau nhé. Chúc mấy bạn một ngày vui vẻ và nhớ đón xem phần sau của mình. Cảm ơn mọi người nhiều.